Thế bây giờ chào anh em nhá. Một nữa quay video clip của buổi tối ngày hôm nay thì Miu lại quay cho anh em xem về một cặp loa đỉnh cao của Mỹ, đó là cặp loa JBL 4737X. Đây là một trong những cặp loa mà anh em mua chơi cho phòng từ nhỏ đến to đều ok. Loa này thì quý vị các bạn cũng cơ bản nắm được rồi. Đây là loa sở hữu 2 bát 40 một kèn đầy X của Mỹ sản xuất, mang thương hiệu của JB. Cũng có rất nhiều anh em hỏi và tham khảo về cặp này, thì ngày hôm nay thì Miu lại tiếp tục lên sóng để giới thiệu tới anh em về cặp vua mặt đất này. Em để nhìn cặp loa cực kỳ tuyển anh em nhá, và giá thành thì Miu sẽ đưa ra mức giá rất là hợp lý rồi, 64 triệu cho cặp loa để phối cho đẳng cấp. Miu đang sử dụng hệ thống gồm đẩy Crown Crown CB thì nó là cậu mà đó. Crown JB kết hợp đỉnh cao anh em nhá. Anh em mua đẩy tàu rồi lại đi đổi Crown thôi. Cho nên là em đã tư vấn là chọn gói anh em để chơi lâu dài. Combo này thì tính ra nó dị giá nhích 100 triệu, nhưng anh em chơi một bộ karaoke trên 100 triệu của Hiệp Miu sẽ khác với bộ karaoke anh em lắp đồ tàu anh em nhá. Đây là một combo đỉnh cao mà được đánh giá là tuyển chọn. Trong đó có sự góp mặt của cặp loa JBL 4737X và cục đẩy Crown 5002VZ. Và những thiết bị trên thì anh em biết rồi, tùy vào anh em đầu tư. Có thể anh em mua mic 3 triệu được, mua vàng cơ số 2-3 triệu được, tùy. Nhưng sự góp mặt của con đẩy và đô la nó cực kỳ quan trọng anh em nhé. Một nơi Miu thực hiện giới thiệu tới anh em về combo này. Em nhu cầu đầu tư mua thì gọi điện cho Miu. Xin chào, gọi điện là...